máy giải cáp ngầm ngoài biển đấy anh em ạ. Đây chính là máy giải cáp ngầm ngoài biển nhé. Chim rồi. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.